Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 16 tháng 7, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield xác nhận giới chức Mỹ đã được tiếp cận kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc xung đột với Nga và tin kế hoạch này khả thi. Bà Thomas Greenfield nói, "Chúng tôi đã thấy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky. Chúng tôi nghĩ nó đưa ra một chiến lược và một kế hoạch có thể thực hiện được." Tổng thống Zelensky mới đây cho biết ông và các lãnh đạo Ukraine đang phác thảo một kế hoạch chiến thắng và sẽ chia sẻ với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Washington dự kiến vào cuối tháng này. Hôm 16 tháng 9, ông tiết lộ kế hoạch chiến thắng đã hoàn thiện tới 90%. Kế hoạch này đề cập đến các khía cạnh cả về quân sự, an ninh, ngoại giao và kinh tế. Bước đầu tiên bao gồm chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào Nga. Bước thứ hai là tăng cường vai trò an ninh toàn cầu của Ukraine. Nói cách khác là nâng cao vị thế chiến lược của Ukraine trong hệ thống an ninh toàn cầu. Ba là nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Bốn là khía cạnh kinh tế. Ông Zelensky nhấn mạnh, các cuộc họp được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau để chuẩn bị kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Nội dung thực sự của tất cả các điểm gồm quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Những nhân vật chủ chốt từ mỗi lĩnh vực đều tham gia. Các bước cần thiết cho Ukraine đã được xác minh rõ ràng để mang lại cho chúng ta vị thế mạnh nhất và mang lại một nền hòa bình thực sự công bằng. Cùng ngày 17 tháng 9, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak cho biết, Tổng thống đã nhiều lần tuyên bố việc đóng băng xung đột sẽ không dẫn đến kết thúc giao tranh, mà thay vào đó sẽ cho phép Nga tích lũy thêm nguồn lực và tiếp tục giai đoạn thứ ba của cuộc chiến. Đương nhiên, không có kế hoạch nào đòi hỏi Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ hay đóng băng xung đột. Ông Podolyak nhấn mạnh, Ukraine chỉ có một lập trường chính thức, đó là cuộc chiến phải kết thúc bằng thất bại của Nga. Ông nói, sự thất bại của Nga có thể thực hiện thông qua sức ép quân sự, ngoại giao, kinh tế và chính trị. Hơn nữa, chiến dịch quốc chứng tỏ lực lượng Ukraine vẫn có thể hành động hiệu quả, đặc biệt là trên đất Nga và làm leo thang tình hình ở đó. Ông cho biết thêm, chiến dịch đột kích quốc dường như là một phần trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky. Kế hoạch chiến thắng được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 2 năm rưỡi, gây tổn thất lớn cho các bên. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, một số đồng minh của Kiev đã bắt đầu thảo luận về các phương án tiềm năng để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Một số quan chức phương Tây được cho là tính đến việc sử dụng biện pháp ngoại giao để phá vỡ thế bế tắc, song có những lo ngại rằng kịch bản này có thể buộc Kiev phải ngừng bắn sớm. Ngày 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng quy mô quân đội Nga thêm 180.000 quân lên gần 2,4 triệu người, trong đó 1,5 triệu người là lực lượng chiến đấu. Động thái này sẽ giúp Nga có quân đội lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Nói về quyết định này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết mệnh lệnh của Tổng thống Putin là cần thiết nhằm đối phó các mối đe dọa ngày càng tăng. Ông Peskov nêu rõ, điều này là do có nhiều mối đe dọa tồn tại đối với đất nước chúng ta dọc theo biên giới. Môi trường cực kỳ đối đầu ở biên giới phía Tây và sự bất ổn ở biên giới phía Đông đòi hỏi phải có những biện pháp thích hợp. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Quốc tế IISS, một tổ chức tư vấn quân sự hàng đầu, sự gia tăng như vậy sẽ giúp Nga vượt qua Mỹ và Ấn Độ về số lượng binh sĩ chiến đấu tại ngũ. Đây là lần thứ ba ông Putin ra lệnh mở rộng quy mô lực lượng vũ trang kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Tháng 8 năm 2022, Tổng thống Nga đã yêu cầu bổ sung 137.000 binh sĩ vào đầu năm 2023, nâng tổng số quân nhân đảm nhận vai trò chiến đấu của nước này lên 1,15 triệu người. Tháng 12 năm 2023, ông chủ Điện Kremlin tiếp tục ra lệnh tăng thêm 170.000 binh sĩ trong biên chế quân đội, nâng quy mô lực lượng chiến đấu của nước này lên 1,32 triệu người. Bên cạnh đó, Nga cũng tiến hành động viên một phần hồi tháng 9 năm 2022, triệu tập lực lượng dự bị khoảng 300.000 người, chủ yếu là quân nhân giải ngũ, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự, nhằm đối phó chiến dịch phản công chớp nhoáng của Ukraine tại tỉnh Kharkov. Đợt động viên quân kết thúc vào tháng 11 năm 2022, sau khi giới chức Nga tuyên bố đã huy động đủ 300.000 binh sĩ như mục tiêu đề ra. Bất chấp các lệnh trừng phạt, kể từ đầu năm 2024, các nước phương Tây đã chi 2 tỷ đô la Mỹ mua sản phẩm dầu thô Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từ dầu Nga. Điều đáng chú ý là lượng nhiên liệu mà các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng dầu của Nga cung cấp cho phương Tây ngày càng tăng. Một trong những nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ là Star Aegean, phụ thuộc 98% vào dầu của Moscow
với khoảng 73% nguồn cung đến từ tập đoàn năng lượng Nga Lukoil, công ty mà Mỹ đã trừng phạt. Tuy nhiên, trung bình gần 9 trên 10 thùng dầu từ nhà máy lọc dầu Thổ Nhĩ Kỳ được gửi đến các đồng minh phương Tây của Washington. Việc Nga xuất dầu sang một quốc gia thứ ba để thực hiện quy trình lọc dầu và sản xuất nhiên liệu là một trong những cách Moscow lách lệnh trừng phạt. Việc các sản phẩm từ dầu Nga ở một nước thứ ba không bị coi là bất hợp pháp. Theo Politico, các bên đều rõ về lỗ hổng trong lệnh trừng phạt này và Ukraine nhiều lần kêu gọi các biện pháp nhằm giúp lệnh cấm vận hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ được Nga giảm giá dầu từ 5 đến 20 đô la Mỹ mỗi thùng so với dầu Brent. Năm ngoái, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lượng mua hàng lên 34% và trong nửa đầu năm 2024 là 70%. Nhờ giá đầu vào thấp, các nhà máy lọc dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bán các sản phẩm dầu mỏ với mức chiết khấu 10% so với các sản phẩm được sản xuất tại các nơi khác như Ả Rập Xê Út. Trước đó, Bộ Kinh tế Nga đã nâng dự báo thu từ xuất khẩu dầu khí năm nay lên 257,1 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm 17,4 tỷ đô la Mỹ so với ước tính trước đó. Nguyên nhân là giá nhiên liệu có triển vọng tăng. Dầu mỏ và khí đốt hiện là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nước này. Cụ thể, theo Bộ Kinh tế Nga, lượng dầu thô xuất khẩu của Nga sẽ đạt 239,9 triệu tấn, tương đương 4,8 triệu thùng mỗi ngày. Con số này tăng so với 238,3 triệu tấn năm ngoái. Bộ này cũng dự báo giá dầu xuất khẩu trung bình năm nay là 70 đô la Mỹ một thùng, tăng 5 đô la Mỹ so với ước tính hồi tháng 4 năm nay. Con số này cao hơn mức giá 64,5 đô la Mỹ một thùng của năm ngoái và giá trần 60 đô la Mỹ một thùng mà phương Tây áp lên dầu Nga. Giá khí đốt tự nhiên cũng tăng với cả khách hàng châu Âu và Trung Quốc. Các dự báo trên đi ngược lại mục tiêu của phương Tây là giáng đòn lên kinh tế Nga sau chiến sự Nga-Ukraine. Nga cho biết lệnh trừng phạt của phương Tây lên các ngành kinh tế chủ chốt của họ chỉ giúp nước này tự chủ hơn. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh nền kinh tế toàn cầu sẽ không thể tồn tại nếu không có dầu khí của Nga. Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã đối mặt với hàng chục nghìn lệnh cấm vận của phương Tây, biến quốc gia này thành nước bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, Nga nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự, bất chấp các áp lực ngày càng gia tăng và sẽ chỉ dừng lại khi đạt được mục tiêu đề ra. Ngày 15 tháng 9, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, Zahia Sari tuyên bố lực lượng này đã phóng tên lửa siêu vật âm nhắm vào mục tiêu quân sự của Israel tại khu vực Rafah. Ông cho biết, quả đạn vượt qua quãng đường 2.040 km trong 11 phút rưỡi, tương đương tốc độ trung bình 10.645 km trên 1 giờ. Ngày 16 tháng 9, Houthi đã công bố video cho thấy tên lửa được trang bị bằng hình cờ Palestine và sơn họa tiết súng khăn Kafize, truyền thống của người Ả Rập. Trên thân có dòng chữ Palestine 2 và Hypersonic, có nghĩa là siêu vật âm. Đài truyền hình Al-Masadin ở Liban dẫn thông tin từ văn phòng truyền thông Houthi cho biết, tên lửa Palestine 2 đạt tốc độ tối đa Mach 16, tức là gấp 16 lần âm thanh, tương đương 19.755 km trên 1 giờ. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và thiết kế 2 tầng đẩy, có thể vươn tới mục tiêu ở khoảng cách 2.150 km. Vũ khí siêu vật âm có tốc độ khoảng 6.000 đến 12.000 km trên 1 giờ, có khả năng cơ động trong khi bay để tăng tầm bắn và khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ tên lửa của đối phương. Điều này khiến tên lửa Palestine 2 đạt tốc độ đủ lớn để so sánh với vũ khí siêu vật âm đang được các cường quốc biên chế và phát triển. Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng tốc độ không phải yếu tố duy nhất quyết định tên lửa có phải vũ khí siêu vật âm hay không. Cây bút Jake Epstein viết trên Business Insider, tốc độ trên 6.000 km trên 1 giờ không phải hiếm với tên lửa đạn đạo. Vũ khí chỉ được xếp vào nhóm siêu vật âm khi đạt tốc độ từ Mach 5 trở lên và có khả năng cơ động trong hành trình để né phòng không đối phương. Nó sẽ không được coi là vũ khí siêu vật âm nếu bay theo quỹ đạo cố định. Những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như RS-24J của Nga và LGM-30 Minuteman 3 trong biên chế Mỹ có thể đạt tốc độ Mach 23 đến 25, nhưng không được coi là vũ khí siêu vật âm. Do đầu đạn của chúng không có khả năng cơ động sau khi tách khỏi tầng đẩy và lao xuống mục tiêu. Lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định quả đạn Houthi phóng ngày 15 tháng 9 không phải vũ khí siêu vật âm, do nó bay theo quỹ đạo cố định và không cơ động trong hành trình, IDF cho hay. Theo thông tin chúng tôi có được, đối phương không sở hữu tên lửa siêu vật âm. Chuyên gia về chương trình tên lửa của Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh là Fabian Hin nhận định Palestine 2 là biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung Kaibar Sekan do Tehran sản xuất và công bố lần đầu hồi tháng 2 năm 2022.
Lầu Năm Góc nhận định nhóm Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, nhấn mạnh đó không phải tên lửa siêu vật âm. Tuy nhiên, người này thừa nhận Houthi chắc chắn đang sở hữu năng lực tấn công tiên tiến. Phòng không Israel đã triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để đánh chặn quả đạn Houthi, trong đó có lá chắn tầm xa Arrow-2 và Iron Dome, vỏ sắt. Tel Aviv tuyên bố ít nhất một tên lửa phòng không đã đánh trúng mục tiêu, song không thể phá hủy toàn bộ quả đạn và khiến nhiều mảnh vỡ rơi xuống đất. Vụ tập kích khiến truyền thông Israel đặt câu hỏi về cách IDF đối phó với quả đạn của Houthi khi không dùng hệ thống Arrow-3 tối tân để phá hủy nó ngoài bầu khí quyển, cũng như lý do họ phải phóng hàng loạt tên lửa để đánh chặn mục tiêu đơn lẻ. IDF thông báo đang xem xét kết quả đánh chặn của các tổ hợp phòng thủ, song chưa giải thích lý do tên lửa không phá hủy được quả đạn của Houthi. Biên tập viên Sona Jeremy Bob viết trên tờ Jerusalem Post rằng, dù Israel không bị tấn công bằng vũ khí siêu vật âm, hệ thống phòng thủ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điều mà Houthi, Iran hoặc các nước khác có thể khai thác trong tương lai, dù cho IDF cố gắng che giấu lý do thất bại của họ lúc này. IDF nhiều lần bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái UAV mà Iran và các nhóm vũ trang như Houthi, Hamas và Hezbollah phóng vào Israel, song thừa nhận lưới phòng không của họ vẫn có lỗ hổng. Hồi tháng 7 vừa qua, phòng không Israel đã bỏ lọt một UAV tầm xa của Houthi trong đòn tấn công thành phố Tel Aviv, khiến một người 50 tuổi thiệt mạng.